Chấn động, thầy tử vi báo trước chính xác 100%, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, nữ mạng, hốt của lượng vàng, giàu lên nhanh chóng trong năm Ất Tỵ 2025. Rất hoan hỉ chào mừng quý vị và các bạn đã đến và quay trở lại với chương trình tử vi ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý vị gặp nhiều may mắn, gia đình êm ấm, sự nghiệp thăng hoa, tiền tài như ý, sức khỏe thần kỳ. Nhâm Tý là người hiền lương, hiền lành, phúc đức thật thà, bao dung, sơ niên nhàn hạ ung dung, trung niên hỷ sự cùng chung với chàng, chữ tình chữ hiếu rõ ràng, tiền tài sự nghiệp giàu sang một đời, cửa nhà sang trọng tuyệt vời, công danh chói lọi cả đời vinh quang, đầu năm vận mới giàu sang, gia đình hạnh phúc vẻ vang một đời. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra đều được gắn liền với một số phận, có người sự nghiệp thành công, cuộc sống sung sướng nhàn hạ, nhưng cũng có người số phận cực khổ, nhẫn nhịn, cam chịu, lận đận với sự nghiệp, gia đình hay là tình duyên, và đấy là người ta gọi số mệnh. Thông qua tiên tri tử vi và số liệu cổ học xưa thì có thể dự báo được số phận của một con người qua nhiều giai đoạn dài ngắn khác nhau. Vì thế mà ngày nay việc xem tử vi đã dần được trở thành thói quen của rất nhiều người. Đây là việc làm rất quan trọng, là cơ sở hạ tầng để bạn xây dựng những mục tiêu và kế hoạch trong tương lai. Thông qua kết quả tử vi năm 2025 này, quý bạn sẽ có được những hướng đi mới trong sự nghiệp lẫn tình cảm của mình trong thời gian tới. Không chỉ như vậy, Minh Đường tử vi còn giúp bạn dự đoán trước những điều không tốt có thể xảy ra để giúp quý bạn làm chủ mọi việc trên tất cả mọi mặt của cuộc sống. Và để tìm hiểu cụ thể hơn về tử vi năm 2025 của tuổi Nhâm Tý, nữ mạng, nếu như bản mệnh xem hết video này thì chắc chắn sẽ cải vận, giàu sang phú quý hơn người, tiền vàng nhét chật két, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Ngay sau đây, xin mời quý bạn hãy cùng Minh Đường tử vi theo dõi phần luận giải chi tiết. Đầu tiên, thông tin đặc trưng phân biệt người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, nữ mạng. Nữ mệnh tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, Sơn Thượng Chi Thử, đã ung dung vượt quan hạn 53 tuổi Ngoạn Mục, đón phúc lớn với năm 2025, bội thu tài lộc, tiền vàng chất cao như núi, nếu như biết được cơ mệnh này. Trong số 12 con giáp thì con chuột được chọn là con vật tiên phong dẫn đầu, bởi vậy những người thuộc tuổi này thường có tài năng lãnh đạo, quản lý rất tốt. Hơn nữa, những người nữ mạng tuổi Nhâm Tý còn được mọi người ngưỡng mộ bởi sự thông minh, sáng tạo, nhanh nhẹn và tháo phát của mình. Nữ mệnh tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 cũng mang những đặc điểm chung của tuổi chuột và đồng thời cũng mang những nét riêng của Nhâm Tý. Nhâm Tý hay còn được gọi là Sơn Thượng Chi Thử, tức là chuột trên núi. Năm sinh dương lịch từ 15 tháng 2 năm 1972 đến mùng 2 tháng 2 năm 1973. Năm sinh âm lịch, Nhâm Tý, Thiên Can, Nhâm, Tương Hợp, Đinh, Tương Hình, Bính, Mậu, Địa Chi, Tý, Tam Hợp, Thân Tý Thìn, Tứ Hành Xung, Tý Ngọ Mão Dậu, mạng tang đố mộc, gỗ cây dâu, khắc ốc thượng thổ, con nhà Thanh Đế, quan lộc, tân cổ, xương con chuột, tướng tinh con heo, được ông tử vi độ mạng. Theo tử vi chiêm tinh học phương Đông, nữ tuổi Nhâm Tý là những người thuộc vị trí đầu tiên trong biểu đồ chiêm tinh học, duyên dáng, giỏi ngoại giao, chăm chỉ và tiết kiệm. Đa số nữ mệnh Nhâm Tý thường là người tốt và rất thành công. Nữ mệnh tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 là người phụ nữ dịu dàng, vui tính, có tấm lòng bao la rộng lớn, luôn yêu thương che chở cho những người xung quanh, cũng hết lòng giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình, thường cho đi không cầu nhận được báo đáp. So với mệnh mộc khác thì Nhâm Tý tang đố mộc có phẩm chất tốt nổi bật là sự quyết đoán, sáng tạo và có óc tưởng tượng tốt, chủ động, có nhiều tham vọng. Phụ nữ tuổi này giàu cảm xúc, có sự linh hoạt, mềm dẻo trong đối nhân xử thế, giỏi lấy lòng người, dùng sự hài hòa của mình để khiến cho đối phương làm theo điều mình muốn, chứ không cần phải cố gắng gượng ép, dễ được mọi người ủng hộ và đặt lòng tin. Tuy vậy, đôi khi nữ Nhâm Tý mệnh mộc cũng gặp phải những chuyện trái ngang, do sự mềm dẻo trong tính cách của mình có thể bị người khác lợi dụng hoặc làm ơn mắc oán. Trong cuộc sống, nữ mệnh tuổi Nhâm Tý thường giỏi giang, thích thời trang và rất dễ gần. Đây là dạng chuột luôn tiến bộ, hướng tới thành công và rất thân tình. Họ sẽ cố gắng khám phá mọi thứ và tìm ra giá trị sử dụng của hầu hết những thứ bất cứ gặp được. Hơn nữa, nữ Nhâm Tý sống rất thân thiện và chan hòa, lại hiểu biết nên được rất nhiều người kính trọng nhờ sự thân thiện và cởi mở của mình. Nữ tuổi Tý có rất nhiều bạn bè tốt, gắn bó suốt cuộc đời. Họ tôn trọng những người bạn của mình và sẵn sàng giúp đỡ khi người đó gặp khó khăn. Tuy cuộc đời nữ mệnh tuổi này phải trải qua nhiều thăng trầm, lúc lên lúc xuống, hay phải lo lắng, suy nghĩ về vấn đề tiền bạc,
Tuy nhiên khi về già họ lại rất có vận may về con cái. Sau hôn nhân cuộc sống vật chất và tinh thần được cải thiện lên rất nhiều. Trong cuộc đời nữ nhâm Tý, được ông Tử Vi độ mạng, theo sách xưa, tuổi thọ trung bình của người này từ 65 đến 79 tuổi. Tuy nhiên số tuổi thọ có thể tăng giảm dựa trên lương tâm sống của nhâm Tý nữ mệnh. Nếu sống tốt thiện lương, tạo nhiều phúc đức thì được tăng niên kỷ và ngược lại, làm ác sẽ bị giảm niên kỷ. Tiểu kết, nữ tuổi nhâm Tý sinh năm 1972, cuộc đời nhiều vất vả hay phải lo nghĩ, số không gặp nhiều may mắn ở tiền vận. Tuy nhiên, từ trung vận trở đi được ưu ái cho có cơ hội tạo lấy danh vọng, tiền tài vật chất đầy đủ, vào hậu vận thì sung sướng, trước có thần tài đem phú quý, sau có quý nhân dẫn đường chỉ lối, giúp cho sự nghiệp ổn định. Tài lộc đủ đầy, con giáp này càng lớn tuổi sẽ càng giàu có, những năm tháng hậu vận được tận hưởng vinh hoa phú quý, an nhàn sống hạnh phúc bên gia đình, con cái cũng thành đạt. Tổng quan tử vi nữ mạng tuổi nhâm Tý trong năm 2025. Bước sang năm Ất Tỵ 2025, bản mệnh tuổi nhâm Tý là 54 tuổi âm lịch và 53 tuổi dương lịch. Thứ nhất, xem tử vi 2025 của nữ mạng tuổi nhâm Tý theo can chi, ngũ hành. Xét về thiên can, nhâm gặp Ất, tương sinh, rất tốt. Công việc làm ăn có nhiều khởi sắc, chủ về những thay đổi có lợi, được quý nhân giúp đỡ, bản thân cố gắng nỗ lực không bỏ cuộc thì sẽ đạt được như ý nguyện. Xét về địa chi, chi Tý bình hòa với địa chi Tỵ đều rất tốt, theo đó đây là năm mệnh chủ tuổi nhâm Tý có thể duy trì hiện trạng công việc, không thay đổi hay định hướng mới. Nếu chủ mệnh có những tiến hành thay đổi cho công việc thì dễ phải tiêu pha nhiều. Xét về ngũ hành, năm 2025 là năm AT Tỵ, mệnh hỏa, năm tuổi 1972 là năm nhâm Tý, mệnh mộc, dựa trên thuyết ngũ hành, mộc sinh hỏa, nghĩa là năm tuổi tương sinh với năm 2025. Công việc làm ăn có nhiều thuận lợi, kinh doanh hay đầu tư dễ dàng, cố gắng nỗ lực tất thu được thành quả xứng đáng. Về phương diện sức khỏe ổn định, không bị đau ốm hoặc bị bệnh tật lớn phát sinh. Tiểu kết, năm Ất Tỵ 2025, vận trình của nữ tuổi nhâm Tý khá tốt đẹp về chuyện tình cảm, cũng như trong hạnh phúc hôn nhân gia đình. Gia đạo được êm ấm, không xảy ra những xích mích hoặc rắc rối lớn nào, con cái được nuôi dưỡng tốt, về già được con cái báo hiếu. Sức khỏe của tuổi nhâm Tý nữ mệnh, may mắn không có gì đáng lo ngại, chú ý ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, nếu có bệnh cũng sẽ gặp được thầy tốt, thuốc tốt và nhanh khỏe lại. Đặc biệt, tài vận của người tuổi nhâm Tý nữ mệnh rất hanh thông, tuy nhiên không phải ai cũng giàu có ngay từ khi còn trẻ tuổi, nguyên nhân là vì khi còn trẻ, nhâm Tý chưa thực sự chín chắn và tích lũy được nhiều kinh nghiệm sống, về sau nhâm Tý bắt đầu biết cởi mở hơn và xây dựng quan hệ với mọi người. Với bản tính chân thành của mình, nhâm Tý được nhiều người yêu mến, nên cuộc sống có vất vả ra sao. Nhưng bên cạnh tuổi nhâm Tý luôn có quý nhân phù trợ, vì vậy họ có thể vượt qua mọi thứ một cách dễ dàng. Về sự nghiệp, dù tận hưởng nhiều may mắn, nhưng tuổi nhâm Tý nữ mệnh cũng giống như những con giáp khác cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, hay thậm chí cũng có lúc lâm vào cảnh bế tắc khiến cuộc sống không thể thăng tiến. Thế nhưng, nhâm Tý luôn giữ quan điểm trong cái rủi có cái may, dù chuyện xui xẻo bày ra trước mắt, họ vẫn tìm được điểm tích cực để vững tin vượt qua khó khăn, chỉ cần xác định được mục tiêu rõ ràng. Nhâm Tý chắc chắn sẽ gây dựng được cơ ngơi đáng nể khi bước vào giai đoạn trung niên. Đây là thời điểm hoàng kim nhất trong cuộc đời bạn từ sự nghiệp, hôn nhân, tài vận, mọi thứ đều thăng hoa rực rỡ. Về hậu vận, nhâm Tý nữ mệnh sẽ có cuộc sống an nhàn và sung túc, đầy đủ. Thứ hai, xem tử vi năm 2025, tuổi nhâm Tý sinh năm 1972, nữ mạng, theo sao hạn, là sao Thủy Diệu. Sao Thủy Diệu, thủy tinh là phước lộc tinh tốt nhưng cũng kỵ tháng 4 và tháng 8 chủ về tài lộc hỉ. Năm nay nhâm Tý nữ mạng cũng là người mang được rất nhiều tài lộc về nhà, ảnh hưởng của sao Thủy Diệu đến cuộc sống của bạn. Đối với công danh khi gặp sao này, nhiều người thăng tiến như rồng vẫy vùng nơi biển cả. Xét về tiền bạc, tài sản, đương số sẽ trở về trên những con thuyền chở đầy kim ngân tài bảo, nhiều người đi làm ăn xa sẽ thu được thành công rực rỡ, không nên đi sông biển. Đi xa tránh qua sông qua đò, tránh gây tranh cãi lời tiếng thị phi, đàm tiếu, sao Thủy Diệu tốt, nhưng cũng kỵ tháng 4 và tháng 8. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Thủy Diệu như sau. Thủy Diệu thuộc về thủy tinh, trong năm nhị nhục nhớ kiềm hiểm nguy, đạo tặc phản phúc có khi, huyền vũ chiếu mệnh lâm vào tà gian, nam nữ vận mệnh bất an, tháng 4 tháng 8 bi lụy trần ai. Văn thơ khẩu thiệt có hoài, hành lo bày kế đa mưu với người, tàn khốc chẳng khỏi sầu ưu. Mất đồ hao của lao đao giữ gìn, gặp người quen lạ chớ tin,
bạc tiền mượn hỏi chớ lầm mà quên. Năm 2025, tuổi Nhâm Tý nữ mạng gặp sao Thủy Tinh chiếu mệnh thì sẽ tìm được hướng đi mới trong con đường công danh sự nghiệp, giúp mệnh chủ thăng tiến được trọng dụng, mọi người yêu mến. Những người có ý định khởi nghiệp sẽ gặp được nhiều thuận lợi trong thời điểm này. Mệnh chủ sẽ có nhiều cơ hội mới để tăng thêm nguồn thu nhập, có thể được tăng lương hoặc tìm được một công việc tay trái để sinh ra thêm tiền. Nếu đầu tư hoặc làm ra thì sẽ kiếm được nhiều tiền và thành công hơn. Nếu được chiếu mệnh thì sẽ gặp được nhiều niềm vui hạnh phúc, tìm được nửa kia tâm đầu ý hợp. Nếu như còn độc thân trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng sẽ được vui vẻ, gia đạo bình an hạnh phúc. Tuy nhiên, trong năm đương số gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh là tốt, nhưng vẫn sẽ dễ gặp phải một số thị phi rắc rối nho nhỏ, khó tránh khỏi như khẩu thiệt thị phi, mất đồ hao của, hạn sông nước. Do vậy, song song với tài vận người gặp Thủy Diệu tinh chiếu, nên chú ý hành thiện tích đức. Có như vậy, công sức mới bền, bù lại các năm sao hạn tránh được tai ương, mệnh chủ cũng nên tránh qua sông, qua đò hạn chế đường biển. Nữ giới lại càng phải thận trọng lời ăn tiếng nói, để tránh điều thị phi tranh cãi không cần thiết. Thứ ba, xem tử vi nữ mạng tuổi Nhâm Tý, theo niên hạn là toán tận. Hạn toán tận là một trong 8 niên hạn chiếu mệnh hàng năm, lặp lại trong cuộc đời mỗi con người theo một chu kỳ nhất định, ứng với các nhóm tuổi nhất định. Trong 8 niên hạn thì toán tận là đại hạn chủ về tiền bạc, tài sản, hạn này thường đến bất thình lình và ảnh hưởng nặng đến với nam giới. Viết về tính chất của hạn toán tận trong dân gian, vẫn lưu truyền 4 câu thơ lục bát sau. Toán tận hạn đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi, toán tận họa gửi tay bay, văn thơ khẩu thiệt tốn tài ốm đau. Như vậy, toán tận rất kỵ đối với nam giới, những tai nạn xảy ra thường là dạng tai nạn đột ngột, bất khả kháng và cũng khó đề phòng ứng phó, nếu như người phúc đức kém, vận số xấu có thể nguy hiểm đến tính mạng. Sự bất thình lình ở đây có thể là bị mất tiền của, dễ xảy ra tình trạng bị cướp giật tài sản khi đang di chuyển trên đường, nhẹ thì chỉ mất tiền của, nặng thì có thể gây ra tai nạn, ảnh hưởng đến tính mạng. Hay hồn hạp làm ăn dễ bị thua lỗ nặng, khiến công việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nặng có thể mất trắng lâm vào cảnh tán gia bại sản. Dễ xảy ra những tai nạn bất ngờ, đặc biệt là đối với nam giới, đó có thể là tai nạn giao thông, tai nạn lao động hoặc bị tai biến đột quỵ. Năm 2025, nữ mệnh tuổi Nhâm Tý gặp hạn này sẽ nhẹ hơn, nhưng cũng cần lưu tâm để ý đến sức khỏe nhiều hơn. Tiểu kết, các tinh thủy diệu xuất hiện mở ra nhiều cơ hội phát triển cho con giáp này, các mối nhân duyên tốt đẹp mang tới cho bạn những mối làm ăn thuận lợi, thu nhập tăng tiến. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, kẻo vướng họa khẩu thiệt thị phi, trong năm còn cần chú ý hơn tới sức khỏe, đi lại cẩn thận kẻo vấp ngã tai nạn xe cộ. Thứ 4, vận niên năm 2025 của tuổi Nhâm Tý, nữ mạng. Năm 2025, những người tuổi Nhâm Tý nữ mệnh gặp vận niên, hầu thực quả. Hầu thực quả là hình tượng khỉ được thỏa sức tự do ăn hoa quả, năm nay bản mệnh sẽ gặp được nhiều điều như mong muốn. Có những việc làm bị ách tắc từ thời hạn trước thì đến nay lại gặp được thời cơ xử lý dứt điểm. Đường sự nghiệp như rồng gặp mây, bản mệnh cứ thẳng bước tiến về phía trước, mặc cho có người ghen tị gây khó dễ, kinh doanh thuận buồm xuôi gió, thi tuyển sẽ đoạt được khoa bảng. Tuy nhiên, trong năm gặp vận niên này, đường tình duyên của bản mệnh không được tốt đẹp cho lắm, hay bị nghi kỵ, ghen bóng ghen gió. Bởi vậy, năm này bản mệnh nên giữ gìn mình cẩn trọng và thủy chung. Thứ năm, xem vận hạn năm 2025, tuổi Nhâm Tý nữ mạng, theo tuổi âm. Hạn tam tai năm 2025. Người tuổi Nhâm Tý cần tránh các năm tam tai, Dần, Mão, Thìn. Năm 2025 là năm Ất Tỵ, theo cách tính này thì gia chủ 1972, Nhâm Tý, sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Tuổi Nhâm Tý không phạm tam tai, vận trình năm nay ngày càng thăng hoa, công việc mở thêm và không gặp quá nhiều trắc trở, tiền bạc đầu tư lớn, hứa hẹn thu lợi nhuận cao. Hạn kim lâu 2025. Năm 2025 là năm Ất Tỵ, gia chủ 1972, Nhâm Tý, là 54 tuổi, tuổi Mụ, theo cách tính này gia chủ sẽ không phạm kim lâu. Tuổi Nhâm Tý không phạm kim lâu là tuổi đẹp để tiến hành làm nhà hoặc mua nhà. Nếu ai đang cô đơn lẻ bóng, có thể cưới hỏi trong năm cũng thuận. Thái tuế năm 2025. Nhâm Tý 1972, năm Ất Tỵ 2025, sẽ không phạm thái tuế. Trạch tuổi năm 2025. Theo hệ thống cửu trạch vận niên thì gia chủ Nhâm Tý 1972 năm Ất Tỵ 2025 là trạch lộc. Trạch lộc là một trong 4 trạch tốt gồm trạch phúc,
Trạch Đức, Trạch Bảo, Trạch Lộc. Trạch Lộc là tốt, bởi vậy gia chủ 1972 nên mua, xây cất hoặc sửa nhà và nên làm các việc trọng đại vào năm 2025 này. Người xưa có thơ rằng: làm nhà cửu trạch vận từng niên, phúc, đức, bảo, lộc phú thọ yên. Nếu gặp bại, ư, khóc, quỷ, tử, chắc là sát chủ với thê hiền. Nghĩa là làm nhà phải chú ý trạch từng năm. Các trạch tốt là phúc, đức, bảo, lộc. Các trạch xấu là bại, ư, khóc, quỷ, tử trừ ra. Tóm lại, năm 2025 gia chủ sinh năm 1972 gặp trạch lộc thì mua nhà, làm nhà hoặc sửa nhà vào năm này rất tốt. Đánh giá chung về tử vi năm 2025, tuổi Nhâm Tý, nữ mạng. Tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, nữ mạng, đã trải qua một năm đại hạn của cuộc đời là 53 tuổi, chắc hẳn vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Và rất may mắn khi mà năm 2025 Ất Tỵ sẽ là một năm mà tuổi Nhâm Tý nữ mệnh có thể hồi phục và gây dựng lại những thứ đã bị mất mát trước đó. Trong năm này, đương số hứa hẹn sẽ đón nhận một năm mới với nhiều điều may mắn và phúc khí vây quanh. Do có các tinh phù trợ, bản mệnh cầu được ước thấy, chỉ cần quyết tâm làm việc, không bỏ dở giữa chừng thì ắt gặt được thành công ngoài dự kiến. Sở dĩ nói năm 2025 là một năm may mắn dành cho Nhâm Tý, khi mà năm 2025 Nhâm Tý gặp bố cục thiên hòa địa hòa, cả thiên và địa đều hòa hợp với tuổi Nhâm Tý, lại có thêm các tinh thủy diệu cao chiếu, giúp bản mệnh có nhiều niềm vui, tài lộc và vận may trong cuộc sống, cũng như công việc làm ăn buôn bán thuận lợi. Tuy nhiên, Nhâm Tý cũng đón nhận một phần áp lực và trách nhiệm vô cùng nặng nề, nếu không chú tâm bản mệnh rất khó có thể gánh vác, đôi lúc con giáp này còn muốn bỏ cuộc giữa chừng. Cụ thể, xét trên từng phương diện chính như sau. Về phương diện sự nghiệp, bản mệnh tuổi Nhâm Tý bước sang năm Ất Tỵ 2025 có vận trình sự nghiệp ví như được vén màn mây mù che phủ mà được hanh thông. Dưới sự ảnh hưởng của các cát tinh, thanh long, thiên phúc, bản mệnh có khí chất hơn người, bản lĩnh, điềm tĩnh, quyết đoán. Bản mệnh là người biết đối nhân xử thế, hài hòa nên có thể xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp, lúc khó khăn luôn có được người hỗ trợ kịp thời. Về sự nghiệp của bản mệnh tuổi Nhâm Tý trong năm Ất Tỵ 2025 này không có gì phải bận tâm quá lớn, cuộc sống công việc năm nay ổn định. Vì đã nhiều tuổi nên chức vụ chắc chắn không thấp, có tiếng nói trong cơ quan, công ty, nhiều chuyện nhỏ nhặt không cần đứng ra giải quyết. Một điều đáng lưu ý là trong năm 2025, bản mệnh tuổi Nhâm Tý đang chịu tác động của sao thủy diệu chiếu mệnh, việc làm ăn, kinh doanh buôn bán nên tránh ao hồ, sông nước, đường thủy sẽ tốt hơn. Hơn nữa, trong năm này, bản mệnh tuổi Nhâm Tý còn có thể nhận được sự giúp đỡ của sao tốt lành, khi sắp về hưu còn có thể được tăng lương, đây là điều rất đáng ghen tị. Năm nay, bản mệnh không cần quá lo lắng, chỉ cần duy trì được sự ổn định cho đến khi nghỉ hưu thì sẽ không có vấn đề gì phải quan ngại. Những người làm đầu tư, kinh doanh, buôn bán có cơ hội khá nhiều, mưu sự lớn nhỏ gì đều gặt hái được thành quả tốt đẹp, bản mệnh số được quý nhân nâng đỡ, nên phát huy được tiềm năng thiên bẩm, tham vọng, không ngừng nỗ lực, quyết tâm phấn đấu, sẽ mở ra nhiều cơ hội tốt, gặt hái được nhiều thành công. Trong năm này, bản mệnh tuổi Nhâm Tý khởi nghiệp cũng rất tốt, mặc dù khởi đầu phải chịu tác động xấu từ nhiều yếu tố, khách quan, chủ quan, thị trường, thế lực ngầm, tiểu nhân quấy phá, ý chí có lúc không vững vàng, những khó khăn thách thức vây quanh, nhưng bản mệnh vẫn có được sự kiên định mục tiêu, may mắn có quý nhân nâng đỡ, ứng biến linh hoạt mà vượt qua được giai đoạn đầy khó khăn thử thách và thu được kết quả đầy sức thuyết phục, mở ra nhiều cơ hội mới về làm ăn phát triển kinh tế. Tuy nhiên, đối với bản mệnh tuổi Nhâm Tý trong năm nay, dù có vận số trong năm tốt, nhưng không vì thế mà sinh ra kiêu ngạo, tự phụ, bản mệnh cần khiêm tốn, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của mọi người để tránh bị tiểu nhân ganh ghét mà quấy phá. Về phương diện tài lộc, bước sang năm Ất Tỵ 2025, đối với bản mệnh tuổi Nhâm Tý, về vận trình tài lộc cực kỳ tốt, ở độ tuổi ngoài 50, bản mệnh đã có của ăn, của để, đã có được sự tích lũy, cho nên hoàn toàn có thể tự chủ về kinh tế, chi tiêu theo ý của mình. Năm này công việc của bản mệnh tiến triển thuận lợi, đảm bảo nguồn thu nhập chắc chắn. Nếu bản mệnh có thể tạo được dấu ấn vượt trội, thì tiền bạc sẽ càng sinh sôi nảy nở. Tài lộc của bản mệnh trong năm này do sự nghiệp thúc đẩy nên có được nguồn thu nhập rất ổn định, thậm chí với bản mệnh có thể nhận được những phần quà hay phong bao lì xì từ cơ quan, công ty. Người làm kinh doanh, buôn bán cũng có một năm buôn may bán đắt khá là suôn sẻ, khả năng tính toán của bản mệnh nếu được tận dụng tối đa sẽ càng tạo ra nhiều giá trị hơn nữa,
bản mệnh có được một năm bội thu về tài lộc, bản mệnh lại có lộc trời ban, nên không phải lo về thu nhập của mình. Với bản mệnh tuổi Nhâm Tý trong năm này, có thể kiếm được rất nhiều tiền, bất kể là chính tài hay thứ tài. Sự chăm sóc của thần tài mang đến cho bản mệnh có được những cách kiếm tiền rất tốt, cũng giúp cho bản mệnh tích lũy được về tiền bạc, của cải, và bản mệnh có thể tích lũy được rất nhiều tiền bạc, của cải trong năm này. Các khoản thu chi cân đối và cũng đã giúp cho bản mệnh có được một khoản tích lũy để đảm bảo cuộc sống khi về già, không cần phải dựa dẫm vào con cháu. Sự tác động của hạn toán tận làm cho bản mệnh tuổi Nhâm Tý cũng cần phải chú ý về tiền bạc, tài sản khi ra khỏi nhà, tránh tình trạng bị trộm cướp gây hao tán về tài lộc. Ngoài ra, bản mệnh tuổi Nhâm Tý trong năm này cũng không nên vội tin lời dụ dỗ mà dốc tiền đầu tư vào lĩnh vực không nắm rõ. Nếu không có thể bị thua lỗ do sai lầm, việc chi tiêu cũng cần có kế hoạch để tránh việc thất thoát tài lộc không đáng có. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Bước sang năm Ất Tỵ 2025, vận trình tình cảm, gia đạo của bản mệnh tuổi Nhâm Tý khá lạc quan. Vợ chồng, cha mẹ, con cái đều rất hòa thuận. Bản mệnh là người giỏi quán xuyến về nhà cửa, điều hòa các mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, nên mọi người luôn đoàn kết, yêu thương và quan tâm lẫn nhau. Dù có chuyện gì xảy ra thì cả nhà luôn đoàn kết và tìm cách giải quyết. Những người độc thân trong năm này dù không muốn đi thêm bước nữa, nhưng cũng có thể tăng cường giao lưu, kết giao bạn mới cùng trang lứa để tự tìm niềm vui cho mình, khiến cuộc sống của mình trở nên vui vẻ, phong phú và ý nghĩa hơn. Tránh những suy nghĩ tiêu cực sẽ rất có hại cho cơ thể. Nhìn chung, trong năm Ất Tỵ 2025 về tình cảm, gia đạo của bản mệnh tuổi Nhâm Tý có được sự yên bình, vợ chồng nên đồng sức đồng lòng. Bản mệnh trong năm này cũng nên dành thêm thời gian cho con cháu để xua tan khoảng cách thế hệ, tạo được mối liên hệ gần gũi giữa các thành viên. Dù có vấn đề gì cũng nên xử lý mềm mỏng, đối thoại nhẹ nhàng, mọi chuyện sẽ được ổn thỏa. Về mặt sức khỏe, theo tử vi cho thấy, bản mệnh tuổi Nhâm Tý trong năm Ất Tỵ 2025, sức khỏe đang có những điểm xấu xảy đến. Hung tinh bệnh phù xuất hiện làm ảnh hưởng, mang đến điều không may, bản mệnh tuổi Nhâm Tý nên chú ý giữ gìn sức khỏe thể chất, ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng và lành mạnh trong khẩu phần ăn, tránh bị rối loạn tiêu hóa. Bản mệnh cần chú ý sức khỏe của bản thân, chẳng những phải chăm lo bồi dưỡng thể chất, mà còn cần tập cho mình lối suy nghĩ tĩnh tâm, lạc quan và đừng làm việc quá sức, nên nghỉ ngơi sớm, không nên thức khuya. Bản mệnh cũng cần đặc biệt chú ý an toàn giao thông khi lái xe hay làm những công việc nguy hiểm, không nên đến những nơi có nhiều âm khí, sông suối, ao hồ, làm gì cũng phải có sự tập trung, tránh vì bất cẩn mà đẩy bản thân vào tình thế nguy hiểm, nguy hại tới tính mạng. Ngoài ra, năm này bản mệnh cũng cần thường xuyên đến bệnh viện để khám sức khỏe tổng thể, có như vậy mới phát hiện bệnh tật sớm và điều trị kịp thời. Ở độ tuổi ngoài 50, sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu giảm sút nhiều theo thời gian, cùng với đó bản mệnh phải chấp nhận sự thật là già đi theo tuổi tác. Bản mệnh không nên thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ hay là can thiệp về dao kéo để làm đẹp, rất dễ xảy ra tai biến y khoa và nguy hại tới tính mạng. Như vậy, về sức khỏe, bản mệnh tuổi Nhâm Tý trong năm này cần phải đặc biệt quan tâm, không nên chủ quan, khinh suất. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh tuổi Nhâm Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của bản mệnh. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2025 dành cho nữ mệnh Nhâm Tý sinh năm 1972. Cách hóa giải và tăng cát khí của sao Thủy Diệu theo phong thủy năm 2025. Đồ phong thủy, Thủy Diệu là sao tốt nhưng bất lợi cho nữ mạng. Khi gặp sao này, các chị có thể có trang sức màu xanh lá như phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh, linh thú khổng tước. Dùng màu sắc phong thủy, đương số nên mặc đồ màu trắng thuộc hành kim hoặc màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy để vượng cát khí. Dùng đá phong thủy, những loại đá quý như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sa phia, thạch anh trắng, mã não trắng, phỉ thúy, ngọc lục bảo. Cũng rất thích hợp dùng trong năm có sao Thủy Diệu chiếu, bạn nên mang theo mình hoặc chế làm vật phẩm phong thủy trưng bày trong nhà. Chú ý lời ăn tiếng nói, mệnh chủ trong năm nên tránh bàn tán chuyện không phải của mình, giữ gìn lời ăn tiếng nói. Ngoài ra, phải luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, biết mình biết ta để không vướng phải rắc rối không đáng. Cách giải hạn toán tận năm 2025.
Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có đương số cần thực hiện những việc sau đây. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người, chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu, tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi trời tiết nắng mưa bất thường, không may bị cảm nặng. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hồn hạp góp vốn với ai, ngược lại nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy, nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm, thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Tiếp theo sau đây, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với bản mệnh tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, nhẫn mạng, về mẹo phong thủy giúp bản mệnh có một năm mới may mắn, gia tăng tiền bạc, tài lộc, hãy cùng tìm hiểu ngay nhé! Âm thầm đặt phong bao lì xì vào hũ gạo, cả năm thần tài phù hộ sớm giàu sang phú quý. Như chúng ta đã biết, Việt Nam là đất nước nông nghiệp, từ ngàn đời chúng ta đã nêu cao tinh thần văn hóa lúa nước. Gạo là thứ tinh hoa mà trời đất đã ban tặng cho dân tộc ta từ xa xưa đến nay. Do đó, hũ gạo chính là một vật dụng quá quen thuộc đối với cuộc sống của mỗi gia đình. Không chỉ dừng lại ở đây, hũ gạo trong phong thủy còn là biểu tượng của sự đủ đầy ấm no, sự giàu có về của cải và sức khỏe. Hũ gạo phong thủy thường được làm từ chất liệu sành, sứ hoặc gỗ, theo ngũ hành tương sinh thì hỏa sinh thổ. Gạo được sinh ra từ đất nên mang hành thổ, hũ gạo được làm từ sành, sứ tức thổ, còn làm từ gỗ, tức mộc, mộc sinh hỏa sẽ làm lợi cho thổ. Qua đó con đường thăng tiến trở nên hanh thông, thu hút thật nhiều may mắn, tài chính thịnh vượng, sức khỏe dồi dào đến với gia chủ. Còn thổ, thổ của ngũ hành kết hợp với gạo sẽ giúp thổ trở nên mạnh mẽ hơn, thu hút nhiều điều may mắn. Phong tục ngày xưa các cụ cho rằng, trước khi đổ gạo vào hũ thì nên đặt vào trong hũ gạo một phong bì đỏ, bên trong đó nhét tiền mặt, sau đó đổ gạo lên trên bao này, phần gạo ở trên sẽ giúp giữ được tiền tài ra ít vào nhiều. Theo ông bà xưa thì ngoài việc đặt bao lì xì dưới đáy của hũ gạo thì chúng ta có thể thay thế bằng cách trùm một miếng vải đỏ lên nắp hũ gạo, phương pháp này cũng giúp gia chủ thu hút nhiều tài lộc. Ngoài ra, vào dịp đầu năm mới, dù cho gia cảnh có nghèo khó đến như thế nào, thì chúng ta cũng phải cố gắng đổ đầy gạo trong hũ, để sang năm mới tiền bạc đầy nhà không lo thiếu thốn. Không chỉ vậy, hũ để đựng gạo tốt nhất nên được làm bằng sành, sứ, vì chúng thuộc hành thổ, nên sẽ góp phần giúp con đường công danh sự nghiệp của gia chủ ngày càng thăng tiến. Nếu là người làm ăn buôn bán thì sẽ ngày càng phát đạt, hoặc chúng ta cũng có thể đựng gạo bằng thùng gỗ, nó cũng góp phần mang nhiều tài lộc vào nhà. Nên hạn chế đựng gạo trong thùng nhựa vì các hợp chất có trong nhựa có thể gây hại đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Khi dùng gạo trong hũ, tuyệt đối đừng để đến khi cạn sạch mới cho gạo mới vào. Vì như đã nói ở trên, hũ gạo tượng trưng cho tài sản trong gia đình của bạn, nên nếu để nó cạn sạch thì tiền bạc trong nhà cũng sẽ gặp vấn đề. Do đó, khi gạo trong hũ còn một nửa thì hãy thêm gạo mới vào để bổ sung tài lộc cho gia đình quý anh chị nhé. Vâng thưa quý vị, xem tuổi sông nhà là truyền thống văn hóa lâu đời của người Việt, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, người Việt lại mời người hợp tuổi đến sông đất đầu năm, chúc Tết gia đình với mong muốn thu hút được nhiều tài lộc, may mắn. Xem tuổi sông nhà, sông đất năm Ất Tỵ 2025 cho người tuổi Nhâm Tý. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người sông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2025 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để sông đất vào đầu năm mới. Các tuổi sông đất tốt với người tuổi Nhâm Tý trong năm Ất Tỵ 2025 là Bính Thìn 1976, tốt, Giáp Thìn 1964, tốt, Đinh Dậu 2017, khá, Bính Thân 2016, khá, Bính Tuất 2006, khá, Mậu Thìn 1988, khá, Đinh Mão 1987, khá, Đinh Dậu 1957, khá, Bính Thân 1956, khá, Bính Tuất 1946, khá. Các tuổi sông đất xấu với người tuổi Nhâm Tý trong năm Ất Tỵ 2025 là Tân Hợi 1971, không tốt, Tân Tỵ 1941, không tốt,
Giáp Ngọ 1954, không tốt. Nhâm Dần 1962, không tốt. Tân Tỵ 2001, không tốt. Giáp Ngọ 2014, không tốt. Giáp Tý 1984, không tốt. Canh Ngọ 1930, không tốt. Nhâm Thân 1932, không tốt. Quý Dậu 1933, không tốt. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, hướng Chính Bắc để đón Tài Thần. Khởi hành vào các khung giờ Hoàng Đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Vận trình từng tháng âm lịch của bản mệnh tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 trong năm Ất Tỵ 2025 được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2025 cho bản mệnh tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Bước sang tháng đầu tiên của năm Ất Tỵ, bản mệnh tuổi Nhâm Tý vui xuân đón Tết cùng gia đình, tài lộc rất dồi dào. Bản mệnh được bao quanh bởi nguồn năng lượng tích cực của tháng Tết Nguyên Đán, nhiệt huyết của bản mệnh tương đối cao trong tháng này. Được nhị hợp quý nhân che chở, các mối quan hệ xã giao trong tháng tốt đẹp, có lợi cho con đường thăng tiến. Công việc tiến triển đều đều, có thể được giao trách nhiệm hoặc góp mặt trong dự án lớn. Thành quả gặt hái được không hề nhỏ. Bản mệnh có thể tranh thủ tiến hành đại sự trong thời điểm cát khí lan tràn như thế này. Tỷ lệ thành công cao, tài lộc trên đà vượng phát nhờ tài tinh chiếu mệnh, bạn có thể nhận được một số khoản lợi nhuận bất ngờ trong tháng. Cơ hội phát tài ở gần, thế nhưng bạn cũng nên chú ý các chi tiêu để tài lộc tụ khí nhé. Vận trình tháng 2 âm lịch 2025 cho bản mệnh tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Xem tử vi cho thấy, bước sang tháng Kỷ Mão này, vận khí không tốt, phương diện sức khỏe không như ý, bản mệnh Nhâm Tý dễ cảm thấy mệt mỏi hoặc thiếu năng lượng, đầu óc thiếu tỉnh táo. Đồng thời, sự ảnh hưởng của hung tinh bệnh phù cũng có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Một số người đang kinh doanh, buôn bán hoặc tham gia vào lĩnh vực tài chính có thể gặp phải sự sa sút trong vận may của mình. Các khoản thu nhập thêm có thể sẽ giảm xuống, bản mệnh cần có những đối sách đối với tình hình hiện tại của mình, điều này làm cho nguồn thu tài lộc bị giảm sút. Sức khỏe tốt. Vận trình tháng 3 âm lịch 2025 cho bản mệnh tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Đây là tháng Canh Thìn có ngũ hành tam hợp trợ mệnh, cho nên vận trình của bản mệnh rất thuận lợi. Công việc được hanh thông, mưu cầu về công danh sự nghiệp dễ thành. Tiền bạc chi tiêu nhiều, nhưng bù lại bản mệnh sẽ gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc. Bất kể đối với bản mệnh làm gì trong cuộc sống, đều tràn đầy tinh thần chiến đấu và niềm đam mê, nên mọi việc thường dễ dàng hơn. Tháng này, các mối quan hệ làm ăn cũng tốt đẹp hơn, bản mệnh biết tận dụng quan hệ để tìm được đối tác tiềm năng, lợi nhuận tăng cao. Vận trình tháng 4 âm lịch 2025 cho bản mệnh tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Bản mệnh Canh Tý đón tin vui từ gia đình đem đến, tình cảm, sức khỏe đều khá suôn sẻ, cơ bản là không có vấn đề gì phát sinh. Tuy nhiên, hung tinh ngủ quỹ ám tàng, dấu hiệu cạnh tranh mạnh, mâu thuẫn lục đục nội bộ ở cơ quan nơi làm việc, thời điểm này, bản mệnh tốt nhất nên tập trung cho công việc của mình, tuyệt đối không tham gia vào các cuộc tranh đấu nội bộ, kẻo lại rước họa vào thân. Tài lộc trong tháng có tài tinh chiếu mệnh, thế nhưng mới chỉ khởi sắc ở mức độ vừa phải, tình hình kinh doanh buôn bán có phần chững lại, thiếu đi sự đột phá. Mục tiêu tài chính của bạn thực ra chưa được hoàn thành, thế nhưng cũng đã có những dấu hiệu cho thấy rằng bạn đang đi đúng hướng đúng đường. Vận trình tháng 5 âm lịch 2025 cho bản mệnh tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Bước sang tháng 5 âm lịch, do bị ảnh hưởng bởi hung tinh thiên không và ảnh hưởng của thời tiết, làm cho sức khỏe của bản mệnh tuổi Nhâm Tý không tốt, có người có thể gặp một số vấn đề khó chịu hoặc chóng mặt, thể chất không tốt, có thể sẽ phải nhận tin buồn trong gia đình, dòng họ đưa tới. Cục diện tứ hình xung gây ra một vài trở ngại, công việc của bản mệnh gặp chút trở ngại, do tiểu nhân quấy phá, đồng nghiệp hãm hại, bản mệnh cần phải tỉnh táo và biết cư xử hài hòa trong các mối quan hệ để không làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Vận trình tháng 6 âm lịch 2025 cho bản mệnh tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Bước sang tháng 6 âm lịch, tháng gặp cục diện Tý Mùi tương xung của tuổi bổn mạng. Tháng này không thích hợp để tiến hành các việc quan trọng, mưu sự khó khăn hơn trước, cần phải nỗ lực gấp nhiều lần mới mong đạt được kết quả như mong đợi. Công việc trì trệ gặp trở ngại do cả nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan.
Sau đó bản mệnh cần phải hành sự thận trọng, tiến hành từng bước chậm nhưng chắc, có như vậy mới hạn chế được sai lầm phát sinh. Với những người làm công ăn lương, bạn sẽ phải chịu sự quấy nhiễu, cạnh tranh, tiểu nhân quấy phá. Bạn nên nhớ là một điều nhịn chín điều lành, hãy tập trung làm tốt công việc của mình. Vận trình tháng 7 âm lịch 2025 cho bản mệnh tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Bước sang tháng 7 âm lịch, bản mệnh đang được sự trợ giúp của sao may mắn là Thanh Long, Lưu Hà, lại thêm ngũ hành tam hợp, Thân Tý Thìn trợ mệnh, giúp cho bản mệnh gặp được quý nhân dẫn đường chỉ lối. Mối quan hệ xã giao được cải thiện, vận trình công danh, sự nghiệp đối với những người làm công ăn lương, công chức, viên chức, nhân viên hành chính được thuận lợi. Việc kinh doanh, buôn bán tuy không sôi động như các tháng khác, nhưng cũng giúp cho bản mệnh Canh Tý vẫn có được nguồn thu chi cân đối. Đặc biệt, một số người gặp được quý nhân, bản mệnh nên mở rộng quan hệ xã giao, thì sự nghiệp, tài lộc dễ có được sự đột phá. Về sức khỏe, thì bản mệnh tháng này sức khỏe tốt, nhưng chú ý cẩn thận ăn uống dễ mắc bệnh về đường ruột, dạ dày. Vận trình tháng 8 âm lịch 2025 cho bản mệnh tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Vận trình tháng 8 âm lịch, bản mệnh tuổi Nhâm Tý đang có điềm báo công việc gặp trở ngại, cản trở sự nghiệp. Cục diện Tý Dậu tương hại, một số người làm văn phòng, công việc có phần ì ạch, không tốt lắm, làm việc thiếu tập trung. Bản mệnh tuổi Nhâm Tý nên kịp thời điều chỉnh tâm lý, cố gắng tích cực. Nếu gặp vấn đề khó khăn trong công việc hay chưa hiểu thì bản mệnh có thể tham khảo ý kiến của một số người có kinh nghiệm, nhờ những người trẻ tuổi giúp đỡ để xử lý kịp thời. Vận khí giảm sút nên tháng này nguy cơ bệnh tật của con giáp này khá cao. Ban đầu bạn có thể chỉ thấy cơ thể luôn mệt mỏi, thiếu năng lượng nhưng lâu dài. Vận trình tháng 9 âm lịch 2025 cho bản mệnh tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Vận trình tổng thể của bản mệnh tuổi Nhâm Tý trong tháng này cơ bản được ổn định. Về tình cảm, thông qua giao tiếp hàng ngày, bản mệnh có thể tạo nên những bước tiến mới trong mối quan hệ gia đình. Mọi người đều quan tâm và thấu hiểu lẫn nhau, gia đạo hòa thuận. Về tiền bạc, làm ăn, công việc tháng này được thuận lợi, thu nhập ổn định. Sức khỏe chưa thực sự tốt, bản mệnh cần chăm sóc bản thân nhiều hơn. Chú ý khi đi ra ngoài thì phải đảm bảo an toàn cho bản thân, tránh trộm cướp thất thoát về tài sản lại còn gây nguy hại cho bản thân. Vận trình tháng 10 âm lịch 2025 cho bản mệnh tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Bước sang tháng 10 âm lịch, vận trình của bản mệnh tuổi Nhâm Tý sẽ có nhiều điểm sáng bất ngờ. Người làm công việc, kinh doanh, buôn bán gặp được nhiều may mắn, thuận lợi và có dấu hiệu phát triển mở rộng. Các dự án, hạng mục đầu tư được chú trọng nhiều hơn để hoàn thiện, giai đoạn này cũng sẽ mang lại nhiều may mắn về tài lộc cho bản mệnh. Việc làm ăn diễn ra suôn sẻ như ý muốn, bản mệnh không còn về tiền bạc. Vận trình tháng 11 âm lịch 2025 cho bản mệnh tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Sang tháng 11 cũng chính là tháng tuổi của bản mệnh, vận trình tiềm ẩn nhiều hung hiểm. Do đó, bạn cần phải luôn nhắc nhở bản thân làm gì cũng nên thận trọng, tính toán kỹ càng trước khi hành động. Trên phương diện sự nghiệp, bạn khó tìm được hướng đi mới để giải quyết khó khăn, khiến mọi việc dường như mãi dậm chân tại chỗ. Thậm chí có một vài người rơi vào cảnh sự nghiệp bấp bênh, đánh mất định hướng không đạt được mục tiêu đã đề ra. Vận trình tháng 12 âm lịch 2025 cho bản mệnh tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Tháng cuối cùng của năm Ất Tỵ, dù bản mệnh tuổi Nhâm Tý gặp không ít áp lực từ công việc, nhưng vận trình vẫn có những chuyển biến tích cực, giúp cho bản mệnh hoàn thành tốt công việc của mình. Người làm công việc kinh doanh, buôn bán có một tháng bận rộn, tất bật, nhưng bù lại sẽ thu được tài lộc cũng khả quan, xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra. Các hạng mục đầu tư từ trước đó cũng sẽ mang lại không ít lợi nhuận. Tháng này, bản mệnh tuổi Nhâm Tý cũng cần phải nỗ lực nhiều hơn để có được thành quả xứng đáng sau một năm làm việc. Thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng, ngoài ra các khoản tiền lương, tiền thưởng, các mức đãi ngộ khác trong tháng này cũng tăng lên, giúp cho bản mệnh cảm thấy thoải mái, yên tâm hơn để mua sắm Tết và chung vui bên gia đình. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, nữ mạng, trong năm Ất Tỵ 2025. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận.
Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.